ngày mà em ra đi, em đi lấy chồng Đài Loan. Anh từ bên Việt Nam qua Macau để kiếm nàng, mang một bao tiền đô, casino nó mặc vô, kéo xì dành một cây, mai mà anh lại phát tài. Đời này gì đàn bà, có khi chết mà không sai. Cơ sau nàng lừa tình, đùa làm chỉ cho phóng tay. Bởi vậy đến khi ta nhìn lại, đời như chẳng ai hơn. Em mang ta lọc lừa thì ta đành phóng tay chờ.